Coi này, phần nu của công nha bạn. Nu mà khỉ. Cái này được cái đế cũng đẹp. Này về đục cái này vô tí xíu nha bạn. Để này nó hơi. Cái này được cái đế đẹp. Vì nó có chọt cây tử ngay chỗ này nè. Mốt cái này tán đầu đinh cũng được. Cũng được. Tán đầu đinh ngay chỗ này nè, mốt nó lên cái đỉnh chỗ này nè, tán cái cành lùng xuống tí xíu. Ra cành số 1 luôn. Là cái bóc ngay chỗ này rồi cắt ngay chỗ này, nuôi lại cây lùn, còn mấy nuôi nuôi cây cao có cây tử dưới. Nhưng cũng có 2-3 phương án để cắt cái cây nha bạn. Cây này để coi mình đo chiều cao để cho nước cho bạn thôi. Này mình bán hai phôi mới, phôi này mới bấn trưa luôn các bạn ơi, còn tươi trong, mình đục cái gỗ còn tươi trong luôn, còn dính mũ luôn, mới đục chiều dính mũ. Mình làm sơ sơ rồi cái đế cho bạn thôi. Cái này cái đế đẹp nè, đế người ta trồng ngẫu nhiên á, nhưng mà mấy cây đế cũng đẹp. Cái này cái tâm nó hơi cao, cái nó chiều cao nó chắc khoảng 35 quá. Ngoài bạn 34. Khoảng 30 rồi. Đúng rồi bạn, này cái này 30 nè. Nở cái cũ, được cái nó nở cái cũ 30. Cái này nếu người tái cái này được không ta? Đúng rồi, được, được luôn ạ. Lấy cái này, lấy cái cây này nè, nếu mà ai mà chơi mà cây lùng tịt luôn á, chịu mà chịu chơi cây lùng tịt là tán ngay thế này luôn nè bạn. Nó bóp vô cái ngọn nè, đó, nuôi vô cái ngọn này nè, như là cắt ngay chỗ này luôn nè, thành một cây trực thẳng bóp ngọn luôn, khá đẹp. Cái này nó có nhiều đường cắt nha, để mình che nè, đó mình che nè các bạn thấy không? Mình che cái khúc này cho bạn coi đó. Cắt ngay chỗ đó nha các bạn. Nói chung cắt ngay chỗ này nè, cắt nguyên cái bắp ngay chỗ này luôn. Cắt nguyên cái bắp này thành một cái cây lùng kẹt. Đế đẹp, đế nở luôn và bóp ngọn luôn, chỉ nuôi đúng một cái mặt cắt ngay chỗ này. Nếu mà cắt nhỏ thì mình không tính, nếu mà cắt nhỏ thì nó dễ bao lắm, chỉ nuôi một mặt cắt nó hơi to tí xíu nhưng mà không to lắm. Khoảng cầm tay, khoảng cổ tay mình nè. Nếu mà ai mà thích cây lụng nha bạn, tán ngay chỗ này nè. Cái cành số 1 nó hơi thấp. Cành số 1 chỗ này mốt mình dòng, mình đảo lên nó hơi thấp tí xíu. Nhưng mà nếu mà chịu chơi cũng được. Đục ngay chỗ này luôn. Dẫn lại cái ngọn, nó bóp vô tại cái chốt ngọn chỗ này là nó được khoảng ngón chân rồi. Cái bắp chỗ này nó được khoảng ngón chân rồi nè. Còn ngón chân cái rồi đó, rồi lên này khoảng nó bự hơn ngón tay cái rồi. Cũng được các bạn. Tại vì nha, mốt nó sẽ mọc cục nu ngay chỗ này nè. Mọc chắc chắn là nó mọc cành số 1 ngay cục nu chỗ này vào. Wow. Nó sẽ ra một cành ngay chỗ này nữa, nhưng mà nó lùng chệt xuống tí xíu, đục cái rễ này bỏ luôn. Nó còn một cái lớp rễ ở dưới, nó đục rễ này bỏ cho nó xuống đế tí xíu nữa, nên cái cảm giác cái cành này nó hơi cao lên tí xíu. Mà tùy mấy bạn ơi, nó mỗi người mỗi ý tưởng. Nó, thấy không? Cũng một cái cây mà nó có nhiều phương án để làm, hoặc là cái cây lỡ chỗ này cũng được. Đây. Tông cao gì cũng được, hoặc chơi một cây dùng tiết cũng được luôn, tán ngay chỗ đó. Nụ công nha bạn, cái này nếu tán ra nhìn cây lùng đẹp lắm, giống như trực pin, trực thẳng ấy.